Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website canướngdaigon.com. Thảo Yên và bác Đinh Quang Anh Thái xin gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự Thế giới. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm, đầu tháng 6, xin gửi lời chào bác. Kính chào quý khán giả của Little Sun TV và chào cô Thảo Yên. Dạ vâng, thưa quý vị, cũng như thường lệ thì trước khi bắt đầu phần tin tức, xin được gửi nhanh đến quý vị thời tiết ở trong ngày hôm nay và những ngày cuối tuần. Hôm nay đó thì trời bớt âm u, đến khoảng sau 12 giờ trưa thì có nắng ra, nhưng mà nhiệt độ cũng không có cao thưa quý vị, vẫn quanh quẩn ở mức 68 đến 69 độ thôi. Hôm nay đó thì gió bớt hơn so với những ngày trước, hôm nay gió chỉ có khoảng 8 dặm 1 giờ, nhưng mà qua đến ngày mai đó thì gió nhiều hơn và cái lớp mây mù đó thì nó vẫn còn, cho nên ngày mai với lại hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì nhiệt độ cũng khoảng 69 đến 70 độ là cao. Cuối tuần này đó gió thì khoảng 10 cho đến gần 12 dặm một giờ thưa quý vị. Thưa khán giả, sáng hôm nay thì hầu hết báo chí ở trên thế giới, Âu Châu, Á Châu và dĩ nhiên đặc biệt là nước Mỹ đều chạy một cái hàng tựa lớn liên quan đến cuộc bỏ phiếu tối ngày hôm qua tại Hạ viện Liên bang của nước Mỹ. Như vậy tức là cả Cộng hòa và Dân chủ đã đồng ý nên bỏ phiếu thông qua một cái dự luật. Dự luật này có tên là Fiscal Responsibility Act of 2023. Tức là cái dự luật để mà nâng trần nợ lên đó. Thì đây là cái kết quả của bỏ phiếu 314 phiếu thuận, 117 phiếu chống. Về phía Đảng Cộng hòa 149 người đồng ý với dự luật này, 71 người chống. Còn trong khi Đảng Dân Chủ thì 165 người bỏ phiếu đồng ý và 46 phiếu chống. Đây là một cái trường hợp đặc biệt, nó nói lên một cái sự phân rẽ giữa những bên bảo thủ mà họ quan niệm rằng cái việc mà ông Kevin McCarthy đi thương lượng với Tổng thống Joe Biden để đi tới một cái thỏa hiệp á, họ không hài lòng với cái thỏa hiệp đó. Nhưng mà để cho nước Mỹ tránh khỏi một trường hợp vỡ nợ, dắt dây đối với thế giới về những cái hậu quả kinh tế đó, thì ngày hôm qua ông Kevin McCarthy đã tuyên bố rằng đêm hôm qua là một đêm chiến thắng, bởi vì chứng tỏ rằng ông không có bị suy xuyển trước những cái lời chỉ trích, và thậm chí là có một số dân biểu muốn thay thế cái vai trò của ông bằng một người khác. Người khác là ai thì người ta không nói. Chiều tối ngày hôm qua thì Tổng thống Joe Biden đã ca ngợi cái dự luật này là một tin tức rất tốt cho người Mỹ và cho nền kinh tế của Hoa Kỳ. Và đồng thời ông thúc giục các vị nghị sĩ của Thượng viện Liên bang nên bỏ phiếu thuận càng sớm càng tốt, chuyển qua cho ông để ông ký lệnh ban hành. Sáng hôm nay thì chúng tôi nghe đài National Public Radio thì ông lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng viện là ông Chuck Schumer nói rằng ông thúc giục và ông tin rằng chỉ nội trong ngày hôm nay hoặc ngày mai thôi, dự luật sẽ được thông qua để chuyển cho phía bên Tổng thống. Nhưng mà một trong những nhân vật lên tiếng khiến cho phía bên Dân Chủ không e ngại lắm đâu, bởi vì chắc là sẽ được thông qua đấy. Nhưng mà họ cũng cảm thấy rằng trong nội bộ Dân Chủ không có được đoàn kết, đó là ông Bernie Sanders, là một nghị sĩ độc lập nhưng mà ông luôn luôn bỏ phiếu theo Dân Chủ, đại diện cho tiểu bang Vermont. Ông nói ông sẽ chống lại cái dự luật này. Một cách tóm tắt thì thưa quý vị, cái dự luật đêm hôm qua mà được thông qua tại Hạ viện sẽ cho phép chính quyền liên bang nâng cái mức trần nợ qua con số 31,4 ngàn tỷ Mỹ Kim và thời gian kéo dài tới tháng Giêng năm 2025. Theo thỏa thuận thì chi tiêu ở trong nước là một, thứ hai là những cái dịch vụ không phải là dịch vụ quốc phòng sẽ được giữ nguyên trong năm 2024 và vào năm 2025. Dự luật cho phép tăng cái hạn chế lên 1% mà thôi trong thời gian sắp tới. Dự luật cũng điều chỉnh một số chi tiêu của ngân sách liên bang trong 2 năm bằng cách thay đổi một số chính sách, thí dụ như
họ nâng cái số tuổi yêu cầu người hưởng food stamp đó, phải đi làm. Ngoài ra, dự luật cũng xem xét lại các luật cấp phép của quốc gia và phê duyệt cụ thể các giấy phép còn lại đối với đường ống dẫn khí đốt tự nhiên tại tiểu bang West Virginia. Cái dự luật về vấn đề ống khí đốt này đó, do nghị sĩ đảng Dân Chủ là ông Joe Manchin của tiểu bang West Virginia đệ trình. Ngoài ra thì dự luật cũng yêu cầu tất cả các tiểu bang phải hoàn trả lại cho chính phủ liên bang cái khoản tiền mà đã được giúp trong cái giai đoạn đại dịch COVID-19 đó. Cái khoản tiền đó cho tới ngày hôm nay lên tới 30 tỷ Mỹ Kim. Như vậy là nước Mỹ thoát vỡ nợ phải không cô? Dạ vâng. Thưa quý vị, trong khi đó thì thị trường việc làm cũng như là cái mức độ mua sắm của người dân Hoa Kỳ đó thì nó lại trái ngược nhau. Bây giờ khiến cho Quỹ Dự trữ Liên bang đó họ nhìn theo những cái số liệu thống kê khiến cho họ khá là bối rối. Để rồi ngày 14 tới tháng 6 này đó, Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ có một cuộc họp để họ xem có quyết định là có tiếp tục tăng lãi suất hay là không. Thì đầu tiên thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay đó, các retailers chẳng hạn như là Macy's hoặc là Costco đó, họ đưa ra cái số liệu cho thấy là tình hình mà người dân đi mua sắm ở hai cái công ty này đó đã sụt giảm rất là mạnh. Thì hai cái CEO của hai công ty này, Macy's với lại Costco, dự báo là đây là một cái red flag cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Chẳng hạn như ông CEO của Macy's là Jeff Janet, vào ông đã nói kể từ hồi cuối tháng 3 đó là cái sức mua sắm của người dân ở tại Macy đã giảm và cứ tiếp tục giảm đều như vậy từ tháng 3 cho đến bây giờ. Và cái đó là cộng lại hết luôn ở trên online hoặc là các cửa tiệm. Ở trong các cửa tiệm đó thì last quarter của Macy's cũng bị giảm đến 8.7%. Bloomingdale's là cái department store mà giống như bán hàng nó đắt hơn Macy's một cấp độ thì cũng bị giảm luôn thưa quý vị, 3.9%. Và ở Costco đó thì ông CEO ổng cũng nói là bắt đầu ổng thấy một cái trend, đó là người khách hàng đi vào trong Costco đó họ đã không còn giống như là tập trung mua những cái loại thịt đắt tiền là thịt bò, steak nữa, hay là beef nữa, mà họ chuyển sang mua thịt heo và thịt gà là hai cái loại thịt rẻ hơn. Và cái kiểu như thế này thì nó đã kéo dài trong vòng vài tháng rồi. Thì đây, và ông nói rằng những cái đợt mà suy thoái kinh tế trước đó thì cũng khách hàng cái kiểu mà họ mua sắm nó cũng như thế, thì cho thấy là có thể khách hàng bây giờ họ đang rất là lo sợ trước cái chuyện mà nền kinh tế rồi công ăn việc làm, cho nên là họ không có còn mua sắm mạnh tay như trước nữa. Thì kể cả Dollar General thưa quý vị, là cái công ty mà sở hữu một loạt các cửa tiệm mà Dollar Store đó, một đồng, thì họ nói rằng cái phân khúc khách hàng mà mua đồ mà giá rẻ như thế này đó, họ cũng cắt bớt chi tiêu luôn. Macy với Costco đó là họ tập trung vào cái phân khúc khách hàng là gia đình có income ở tầng trung lưu. Thì các gia đình tầng trung lưu này họ giảm, thì bây giờ Dollar General là các gia đình mà có thu nhập thấp hơn họ cũng cắt giảm luôn nữa. Cho nên cho thấy là bây giờ đó người dân Hoa Kỳ họ cắt giảm mọi thứ. Trong khi đó thì cái thị trường việc làm đó thì nó lại đưa ra một cái con số khác thưa quý vị, đó là sáng ngày hôm nay cái dữ liệu cho thấy là thứ nhất, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp thưa quý vị, chỉ có 3.5% mà thôi, tiếp tục thấp nhất trong vòng 53 năm qua. Và đặc biệt là job openings, là những cái việc làm mà các công ty, tất cả các đại công ty họ đăng lên để họ cần thuê mướn người đó, đột nhiên nó tăng vào hồi tháng 4, sau 3 tháng là sụt giảm đi. Thì tổng cộng trong tháng 4 đó, khắp Hoa Kỳ có 10.1 triệu job openings được mở ra. Trong khi một tháng trước đó đó thì các chuyên gia về ngành kinh tế họ dự đoán là chỉ có khoảng 9.4 triệu việc làm sẽ được thuê sẽ được đăng lên mà thôi. Thì tính ra đó là mỗi một người mà bây giờ muốn đi tìm việc làm họ có đến 1.77 cái job openings, là gần một người đi tìm thì có hai cái openings nó đang mở ra lần. Và chính vì cái điều này đó thì vào tháng trước
Quỹ Dự trữ Liên bang họ dự tính là nếu như mà cái thị trường việc làm rồi cái nền kinh tế nó đang đi theo đúng hướng là có thể vào ngày 14 tháng 6 này họ sẽ tạm ngưng, không tăng phân lời nữa. Nhưng mà bây giờ theo như cái cách này đó thì cái công ăn việc làm lại tiếp tục quá nhiều thì sẽ khiến cho nhiều cái cơ hội cho những người họ nhảy job đó lại tiếp tục được tăng lương, thì như vậy nó lại sẽ không đi theo đúng hướng của ông Jerome Powell. Cho nên bây giờ đó các chuyên gia họ nghĩ là có thể ngày 14 tháng 6 này Quỹ Dự trữ Liên bang họ sẽ lại phải tiếp tục tăng phân lời.